Thank you.
Nắng về chiều các bạn. Cho ra có cái gì? Bánh đi cho đổ cá rộng phết. Thank you.
chị bé này là con nhà ai? Năm nay đông người mua. Nó 12 triệu á. Hôm nay đi con. Hai mẹ con thì bà chiến hướng mua này, ba mẹ con thì bà chiến hướng mua này. Dâu gái viện lương quý này. Ừ, ăn đi bà. Ừ, ăn lắm. Ăn nhé. Bún này. Anh này thì lại béo luôn. Giống bố béo, mẹ thì gầy. Giống bố béo. Hai đứa con gái thì gầy. Anh chồng con trai thì mập thế. Ăn đi, ăn hết đây. Ăn hết kiểu. Ăn đi, bọn nó mẹ thử gì. Con không bỏ đâu. Thank you.
ăn mấy lần. Thank you.
Oh.
rồi, bò thì cho ăn 5 quả. Nếu mà bò mời nào. Thế. Mời mời nào. Thế giờ đây bán. Bây giờ tôi phải cũng mời đến. Khách đi. Thêm một tí cho đăng xuống. Không.
Tân này lại chả thấy xỉnh như thế nào đấy thôi. Thank you.
em nhớ không? Nó xong bàn, nó gấp bàn, nó gấp bàn, nó gấp bàn. 10.000 quả thôi. Vâng. Đâu rồi, đâu hết rồi? Hết rồi. Ở đâu? Chả bán hết rồi. Tao đâu? Tao đâu? Là đốt đấy, chẳng thế, là đốt mình. Thưa sợi gà nó vào. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cân 2 rồi, có 2 cân rồi, cân 2, cân 2. Thank you.
Thank you.
Nghĩa là thơm
Mọi người nắm được. Chỉ 39.000 một thứ chỉ 39 thôi. Giá nước cần chút là nào, con trai bên nó thật thà dễ mua. Chỉ 39.000 một thứ thôi. Mỗi cây thì còn chặt ke và cài đặt hay rồi. Sau này mở đầu sạch nhất một lần. Chỉ 39.000 một thứ chỉ 39.000 thôi. Xin chị chỉ chi tá gì cũng không. Bán thật à?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chó đá thì chả hết đói rồi chứ.
đó. Thank you.
Thank you.